Ông chồng mê tín. Ta và gia đình mình có được cơ nghiệp ngày hôm nay, giờ ta để nó lại cho con. Con hãy nhớ giữ thật cẩn thận, cầu nguyện một cách thành tâm, con sẽ được che chở và phù hộ. Mình đi gì mà lâu thế? Đã mua đủ lễ cúng cho chiều nay chưa? Loại hương mình dặn tôi không mua được. Sao lại thế? Tôi đã dặn đi dặn lại rồi mà. Loại đó vừa hiếm lại vừa đắt. Hôm nay tôi đã gom hết tiền để đi mua đồ lễ rồi. Nhà mình giờ túng lắm rồi. Ông đừng có đòi hỏi nữa. Túng đến đâu thì túng, nhưng thờ thần là phải cúng đồ cho tử tế mới thể hiện lòng thành của mình được. Nhưng nhà không có tiền nữa, ông nói tôi phải làm sao? Đừng trông chờ vào thần thánh nữa. Làm ăn được hay không là do mình. Mình suốt ngày cầu khấn mà nhà mình vẫn lao đao hết phen này đến phen khác đây thôi. Này, tôi cấm bà, lần sau không được nói cái giọng đó nữa. Nói thế là xúc phạm thần thánh đó, nghe chưa? Con chào ba mẹ, con đi học về rồi ạ. Cả con nữa ạ. Các con hôm nay đi học có ngoan không? Mẹ, hôm nay con được điểm 10 đấy mẹ. Cả lớp chỉ mình con được điểm 10, mẹ thưởng cho con đi. Để vài hôm nữa con nhé, mẹ sẽ thưởng cho con. Lần trước mẹ cũng hứa mua cho con một chiếc lắc tay mà mẹ vẫn chưa mua. Mẹ. Ba, mẹ. Ba mẹ đóng tiền học phí cho con đi. Cô giáo nhắc con nhiều lần lắm rồi, con xấu hổ lắm. Con bảo với cô giáo vài hôm nữa đi, giờ ba mẹ chưa lo được. Nếu mai vẫn không có tiền đóng, con không đi học đâu. Cái thằng này học đâu cái tính đó đấy, lại hư tính rồi phải không? Sao mình lại mắng con? Thay vì mắng nó, mình nên nghĩ cách kiếm tiền thì hơn. Chưa cả nhà cứ chỉ trông chờ vào gánh rau của tôi thì làm sao mà sống? Cách gì được đây chứ, vận mình chưa đến, đành phải chịu khổ một thời gian nữa thôi. Mình lại thế rồi, tôi nghĩ rồi. Bây giờ mình chịu khó đi buôn hoa quả đi. Buôn hoa quả vốn ít lại dễ bán, cứ dần dần tích góp, cả hai vợ chồng rồi sẽ có của ăn của để. Buôn hoa quả thì bao giờ cho giàu được. Tôi sẽ xin với thánh cho tôi một vụ làm ăn thật lớn, rồi sẽ lấy lại cơ nghiệp của ba ngày xưa. Những lúc này thần thánh đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình, mình không được nản lòng. Tôi đến hết lời với ông rồi. Chẳng lẽ cứ để ông ấy như thế này mãi sao? Mình ơi, mình, mau dậy đi. Có trộm, có trộm. Đêm qua nhà mình có trộm vào nhà. Hả? Trộm hả? Trộm đâu? Trộm nó lục tung cả nhà lên rồi. Ông mau ra xem có mất gì không. Sao rồi? Có mất gì không mình? May quá, nhà mình không còn đồng nào, nên chúng bới ra, nhưng không có gì để lấy. Ông kiểm tra kỹ lại xem mất gì nữa không. Hả? Bức tượng? Bức tượng đâu rồi? Ôi không, bức tượng bị lấy cắp rồi. Thế là mất bức tượng quý rồi, lũ khốn nạn. Lạ thật, đến bức tượng gỗ chúng cũng lấy làm gì nhỉ? Thì chúng biết bức tượng của tôi là đồ cổ quý, lại còn thiêng nên chúng lấy chứ sao nữa. Thế là bức tượng quý mà ba để lại mất rồi, từ nay nhà mình không còn được phù hộ nữa. Mình à, thôi, đằng nào cũng mất rồi, giờ không còn thần thánh giúp đỡ nữa. Mình phải tự thân tìm cách làm ăn thôi. Chỉ cần chúng ta quyết tâm, rồi chúng ta sẽ làm được. Mình không còn bức tượng, nhưng bên mình luôn có tôi mà. Vợ chồng ta sẽ cùng nhau cố gắng, được không mình? Mình ơi, tôi về rồi đây. Mình về rồi đấy à, hôm nay mình về sớm thế, chuyện lạ đấy. Hôm nay, việc trên công ty cũng bắt đầu ổn cả rồi, nên từ nay tôi sẽ cố gắng về sớm để ăn cơm với mình và các con thường xuyên hơn. Uống nước cam đi mình ơi, tôi pha sẵn cho mình rồi đây. Vậy là ước mơ thành lập công ty xuất khẩu nông sản Việt của mình đã thành hiện thực. Cuối cùng mình cũng làm được, mình cừ khôi lắm mình biết không? 7 năm về trước, nếu bên cạnh tôi không có một người vợ tháo vát và giỏi động viên người khác như mình, thì giờ chắc tôi vẫn là thằng chồng vô dụng ngày nào. Mình
Mình có muốn biết 7 năm về trước kẻ nào đã ăn cắp bức tượng gỗ của mình không? Ồ, mình biết sao? Bùa tóc rối. Ôi, thu về rồi. Mong mãi mới tới mùa thu. Bánh mì ốp la ngon nhất quả đất đây. Ôi, tuyệt cú mèo đấy. Chồng em đảm nhất hệ mặt trời. Còn em là bà vợ siêu nịnh nhất giải ngân hà. Ai tóc dài tóc rối bán đi. Ai tóc dài tóc rối bán đi. Sao thế vợ? Em định bán gì à? Tóc ngắn thế kia, ngày nhỏ, anh có thích ăn kẹo kéo không? Không, anh không phải người hảo ngọt. Mà kẹo kéo liên quan gì? Ngày bé, em thích kẹo kéo lắm. Thích tới nỗi... Em muốn ăn kẹo kéo cơ. Em cũng thế. Chị hai mua kẹo kéo đi. Mai và Út ngoan nào, chờ mấy hôm nữa lĩnh lương, hai mua kẹo kéo cho mấy đứa ăn nha. Không. Hay nói đi học kẹo được giấy khen cơ. Sẽ thưởng kẹo cho Mai kẹo Mai cơ. Muốn kẹo kéo. Kẹo kéo hay đây. Xấu. Hay hứa với bà mẹ thương Mai mà không mua kẹo không. Cho Mai. Được rồi. Hai đứa chờ một chút. Chị hai sẽ mua kẹo cho nè. Hồi nhỏ em hư thiệt đó Mai à. Hèn chi mà không thấy chị hai để tóc dài bao giờ. Chắc là phải bán đi mua kẹo cho em suốt hả? Đó lại là một câu chuyện khác. Cũng bắt đầu bằng việc chị hai hy sinh mái tóc dài đổi lấy kẹo cho tụi em. Mai chia cho Út ăn với nha. À, anh Lai tới chị hai ơi. Vậy mà anh không mang tới sớm. Tụi em vừa ăn kẹo kéo nè. Phải đó, chị hai mua cho tụi em đó. Anh mới tới, vào nhà đi anh. Sao tóc em sao lởm chởm vậy hai? Em cắt tóc ngắn cho mát anh. Tại sao lại cắt tóc mà không hỏi anh vậy hay? Anh đã yêu mái tóc thề của em thế nào? Em đã hứa. Sao em thay đổi vậy hay? Anh Lai, không phải vậy đâu. Anh nghe em giải thích cái đã. Thật ra chuyện là... Bây giờ anh không muốn nghe gì cả. Dù thế nào em cũng coi thường mái tóc. Em xem thường tình cảm của anh. Thôi, anh về. Chừng nào bình tĩnh lại được, anh sẽ gặp lại em sau. Anh Lai đừng đi. Anh nghe em nói cái đã. Vậy là vì em mà chị hai và anh Lai xảy ra bất hòa. Sau đó ảnh quay lại chứ. Anh Lai không hề quay lại. Cũng không rõ vì sao nữa. Từ đó tới giờ không có tin tức gì của ảnh. Chị hai buồn lắm. Chị ấy không còn yêu ai được từ sau đó nữa. Buồn quá. Hèn gì chị hai cứ sống một mình hoài như vậy. Sao em không nói chị lên sống cùng vợ chồng mình hay chú Út cho vui? Chị hai đâu chịu đâu. Chị nói ngôi nhà nhiều kỷ niệm. Chị muốn ở dưới quê thôi à. Mà chắc tại chị không muốn phiền ai hết đó anh à. Tất cả là tại em. Nếu bữa đó em không đòi mua kẹo. Thôi nào, mọi chuyện qua rồi em. Chị hai tự trọng lắm. Chị đâu chịu tìm gặp anh Lai nữa. Chị thay ba mẹ nuôi tụi em trưởng thành. Vậy mà giờ tụi em chẳng làm gì được cho chị. Thôi em, cuối tuần mình về chơi cho chị hai vui nè. Đợt này em rảnh rồi, mình đang về thăm chị hai nhé. Ừ. Sau đây là bài hát Tình Thôi Xót Xa do bạn Văn Nam gửi tới bạn gái của mình. Chị hai thích nghe radio lắm, nhất là chương trình quà tặng âm nhạc này nè. Vậy hay giờ mình gửi tặng chị hai một bản nhạc nha Út. Chắc lát nữa chị sẽ bất ngờ lắm đó. Đúng đó chị. Chương trình quà tặng âm nhạc xin chào. Bạn muốn yêu cầu ca khúc nào? Tôi muốn nhờ chương trình gửi bản hòa tấu Tình Yêu Màu Xanh cho chị gái của mình. Chị hai ở xóm cũ. Vâng, bạn có muốn gửi kèm lời nhắn nào tới chị của mình không? Út nói gì đi Út. Chị hai ơi,
Út thương chị Hai nhiều lắm. Hai hãy vui nhiều lên nhé. Sao mấy đứa về mà không báo chị Hai vậy? Để chị Hai đi bắt gà nấu cơm cho mấy đứa nhé. Thôi Hai ơi, để đấy tụi em làm. Hai cứ nghỉ ngơi đi. Lúc nào cũng chỉ biết lo lắng cho người khác không à. Đúng rồi đó. Người đâu mà không chịu nghĩ cho mình gì hết. Hai cứ như vậy làm em chẳng tìm được bạn gái đây nè. Đúng rồi. Út nó cứ lấy chị Hai làm chuẩn mực để tìm bạn gái đó. Cái thằng xạo ke vậy đó. Hai giờ già rồi, ai mà thèm chứ. Đâu có. Hai vừa đẹp vừa tốt bụng này. Tại Hai không chịu chứ thiếu gì người thèm. Trời, con nhỏ này nó còn trao tìm bạn trai cho tôi trên radio nữa kìa. Hai à, anh là ai kìa Hai ơi? Sao chân anh lại ra thế này? Hai, cho anh xin lỗi. Hôm nay nghe đài, anh mới biết em vẫn còn chờ anh tới giờ. Anh có biết em đã chờ anh vô vọng thế nào? Sao anh không quay lại cho em nói lời giải thích? Không, ngày hôm sau anh đã quay lại tìm em. Nhưng một tai nạn đã biến anh thành tàn tật. Anh đã nghĩ sẽ không khiến em phải liên lụy. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em là người dễ thay lòng vậy sao? Dù anh thế nào đi nữa, chỉ vì cả nghĩ anh đã làm khổ em, làm khổ bản thân. Bây giờ không biết còn kịp không. Em có tha thứ cho anh không Hai? Má đã tha thứ cho ba. Con chào má nuôi đi Minh. Vậy là lời nhắn trên radio của chị Mai đã thành hiện thực rồi. Cảm ơn trời đất. Mong ước của Mai đã được thực hiện. Hai người hãy sống bên nhau thật hạnh phúc nhé. Cái hố. Ôi. Này chú, có chuyện gì vậy? Cháu đi đường không để ý nên xe bị đúng ổ gà bà ạ. Chết thật, sao trước cửa nhà mình lại có cái hố nhỉ? Để tôi gọi người tới giúp chú nha. May quá, cái ổ cũng không to lắm. Cảm ơn bà, cháu thoát được rồi. Đường với xa, nguy hiểm quá. Bà ơi, trời đang mưa mà bà định đi đâu thế? À, trước cửa nhà mình có cái hố, bà định ra đánh dấu chỗ đó lại. Chớ có ai đi qua còn biết đường mà tránh chứ. Ôi trời ơi, cháu cứ tưởng có việc gì. Người ta đi đường, người ta phải nhìn đường chứ. Thôi, bà ở trong nhà cho khỏe. Ra ngoài chẳng may trúng gió, rồi cảm lạnh thì khổ ra. Nhưng mà... Không như gì hết. Bà mau vào nhà đi, khổ. Già cả rồi, còn cứ lo mấy chuyện bao đồng. Từ ơi, Từ. Dạ, bà gọi cháu ạ. Hôm qua mưa lớn, làm cái hố to như cái ổ trâu rồi kìa. Cháu mau lấy đất lấp lại đi, kéo người ta đi qua lúng á thì nguy hiểm lắm. Bà ơi, cái hố nó ở giữa đường chứ có phải trong nhà mình đâu, mà bà cứ để ý đến nó làm cái gì? Mà hố to như thế, người ta đi thấy nó thì tự tránh ra thôi, có làm sao đâu. Cháu còn bận ra đồng nữa, thời gian đâu mà lấp chứ. Nhưng để thế này á, ngày mai trời mưa to, nó lại lỡ ra, thế nào cũng có người ngã nữa cho mà coi. Ai sợ ngã thì người đó tự ra mà lấp hố. Thôi, cháu ra ruộng gặt đây. Thằng bé đi gặt sao về muộn thế, mà trời cứ mưa mãi không tạnh thế này, chẳng biết lúa má ra sao nữa. Trời ơi, mưa gì mà dai thế không biết. Cứ tưởng một lúc là tạnh nên mới trú mưa. Trời ơi, ai ngờ. Cuối cùng thì cũng về đến nhà rồi.
về đến nhà còn ngập. Chạy nhanh qua mới được. Trời ơi, cứu. Rượu thuốc ông ngâm 10 năm nay đấy, sai khớp đến mấy cũng chỉ dăm bữa là khỏi thôi, cháu yên tâm. Cũng chỉ tại cái hố trước cửa nhà mình, nước mưa ngập che lấp mất nên cháu không nhìn thấy. Thì bà đã nói là cháu phải lấp cái hố đấy đi rồi mà, cháu không chịu lấp rồi còn trách ai? Cháu cứ nói là không liên quan đến mình đi. Giờ thì chính cháu chịu hậu quả từ cái hố ấy đấy. Thế cái xe lúa mới gặt của cháu sao rồi? Hỏng rồi bà ạ. Cả lúa lẫn xe luôn. Xe thì hỏng, lúa cũng hỏng nốt. Thôi, của đi thay người cháu ạ. Cháu biết rồi bà ạ. Ngày mai cháu sẽ lắp cái hố đó lại. Ừ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.